Chào mừng quý vị và các bạn đã cùng đến với kênh YouTube chính thức của Airway 301. Mọi thông tin về tư vấn, đặt mua các sản phẩm về audio, quý vị và các bạn vui lòng liên hệ trực tiếp số điện thoại ở trên màn hình. Bên em giao hàng toàn quốc, anh em nhận hàng, kiểm tra hàng mới phải thanh toán. Rất vui được phục vụ quý vị và các bạn trên khắp mọi miền Tổ quốc. Ngày hôm nay thì em điểm danh báo giá một vài những cái món về phụ kiện audio tầm trung để cho các bác và anh em nghiên cứu lựa chọn cho hệ thống âm thanh của mình. Đây là toàn là sản phẩm phân khúc giá rất là bình dân thôi, anh em đều có thể sở hữu trải nghiệm được. Trước tiên là em sẽ giới thiệu đến các bác và anh em một vài dòng dây tín hiệu âm thanh trước. Trên tay em đang cầm đây là những bộ dây tín hiệu MasterCard của Mỹ. Đây thuộc dòng dây đồng trục của Mỹ, anh em nghe tiếng rất là trầm ấm. Đặc trưng của những dòng dây MasterCard này là cho âm thanh của nó dày dặn, ấm áp và rất phù hợp với những bộ dàn mà thích cái tiếng của nó dày và đặc biệt là tiếng bass của nó sâu chắc, để anh em có thể tham khảo dòng dây của MasterCard này. Em lấy một cặp để anh em cùng theo dõi nhé. Dây MasterCard này của nó rất là mềm, từ những cái đầu jack đây, đầu jack Kimbercap này, jack của Mỹ rất là chất lượng các bác và anh em cũng có thể quan sát. Bản dây Monster chống nhiễu tốt. Quý vị cùng xem, kể cả cái dây nó in trên dây rất là nét. Anh em cầm cái dây để trên tay cảm giác là mềm, chắc chắn. Một cặp này có chiều dài tiêu chuẩn 1 mét, có giá là 230.000 đồng, một bộ dây AV MasterCard của Mỹ. Để giới thiệu đến các bác và anh em ở đây là những bộ dây AV bãi Nhật đồng mạ bạc của Hitachi. Các bác và anh em cùng xem, với một cái màu xám, màu ghi đặc trưng. Dây này thì cảm giác cầm nó chắc chắn hơn dây MasterCard vì cái lưới chống nhiễu của nó rất là dày. Đấy. Anh em chơi đầu CD, đầu giải mã, đánh dây Hitachi này tiếng rất hay. Và đây cũng là một trong dòng dây mà quốc dân bên em bán rất là nhiều để phục vụ các bác và anh em chơi với những bản đầu jack Hitachi luôn. Quý vị cùng xem. Em sẽ lấy một bộ để anh em cùng theo dõi. Đặc trưng của cái bản là dây màu ghi này là âm thanh của nó chi tiết đều ba dài, jack Hitachi. Ngoài cái bản là jack Hitachi phiên bản đầu jack kim cương này ra, đây quý vị nhìn là cái mặt cắt kim cương này này, nhìn rất là sang trọng và đẹp. Thì còn cái bản jack Hitachi bản jack trơn nữa thì cũng có cho anh em nhé. Dây Proteria bản chống nhiễu mạ bạc. Cam kết là dây Nhật xịn cho anh em. Một cặp dây AV Hitachi, âm thanh chi tiết đều ba dải, có giá là 250.000 đồng một cặp như này. Bên em miễn phí giao hàng, anh em nhận hàng, kiểm tra hàng mới phải thanh toán. Đây, sẽ lấy một cặp cho anh em cùng theo dõi. Đây nhé, nó sẽ có hai màu, một sắc đỏ, một sắc trắng. Đấy, mình sẽ lấy đúng đủ một cặp. Quý vị cùng quan sát. Dây Optophone này thì cầm nó gấu hơn rất là nhiều. Cả những cái bản đầu jack này là jack khóa. Để khi trước khi cắm vào thì chúng ta nới nó ra, xoáy nó ra. Để khi cắm vào rồi thì anh em hãy khóa chốt nó lại, chốt nó lại, khóa lại vào trong để nó bóp cái đầu này ôm chặt vào thiết bị của anh em. Và dây này thì thiết kế chống nhiễu một chiều, quý vị sẽ thấy cái chiều mũi tên ở trên dây. Từ nguồn phát đi ra xuống thiết bị nhận, ví dụ từ đầu CD đi xuống âm đi. Bản dây chi tiết luôn. Đây, cái điện thoại của em nó không được LED lắm anh em đây. Anh em thấy Optophone bản 8NX. Chất dây rất đẹp. 480.000 đồng một cặp dây RCA của Optophone. Rất chất như này. Và ngoài ra thì còn có cả bản dây ca lông đực cái hay còn gọi là dây balance. Dây balance này thì jack cũng là đầu jack carbon. Jack ca lông đực cái carbon. Bản đầu jack này thì cao tiền hơn rất là nhiều so với bản dây AV. Đây gọi là jack cái đi xuống jack đực. Quý vị cùng xem. Một cặp này có giá là 730.000 đồng một cặp ca lông đực cái Optophone. Đây có cái bộ dây của Proteria
cá lồng đực cái. Anh em chơi bộ dàn là từ vang xuống đầy, bộ dàn âm thanh nghe nhạc hát karaoke gia đình. Cần cái dây tầm trung hơn thì anh em có thể tham khảo dòng này. Rác là chân đồng hết nha, rác new trick này. Em có hai bản đấu rác, một là bản đấu rác kim cương, calon kim cương. Đấy, nó như này, em lấy cho anh em xem đây này. Đất ở đây thì không có sẵn. Hai là bản đấu rác new trick như này. Chất lượng thì như nhau. Dây thì vẫn là dây Proteria của Nhật, dây đồng mạ bạc. Chân đồng hết là quý vị nhìn này, bên trong. Đây nữa. Một cặp ca lông đực cái này có giá là 250.000 đồng một cặp và được miễn phí giao hàng. Nói đến dây AV thì em cũng giới thiệu đến anh em một bản dây AV màu trắng ở phía dưới này. Nếu như em vừa giới thiệu với anh em là một bộ dây AV Hitachi bản màu ghi là trung tính đều ba dải. Cái bản màu trắng này thì sẽ cho âm thanh của nó hơi thiên sáng một chút anh em nhé. Ví dụ như chúng ta muốn cải thiện cái dải cao, chép của chúng ta nó hơi tối, trung dải trung cao nó chưa được sáng thì quý vị có thể tham khảo cái bản dây Protea bản trắng này. Bản trắng này thì em thấy là nhiều anh em chơi những đầu băng cối Protea này, như thế này 26 AVKG. Dây này thì âm thanh của nó hơi thiên sáng một chút. Đầu rắc bãi vẫn bằng giá 250 một cặp thôi các bác và anh em nhé, anh em chơi. Như quý vị và các bạn cùng quan sát ở đây là một sợi dây cáp quang của hãng Zinet. Đây là một thương hiệu của Singapore. Dây cáp quang này có chiều dài tiêu chuẩn 2 mét. Dây của nó rất đẹp, chắc chắn, đúc liền luôn. Và nó thiết kế một đầu quang vuông góc, một đầu cáp quang thẳng. Cắm cho nó gọn dây là đỡ bị vướng. Ví dụ chúng ta kê sát tường, có thể nó bị gập dây. Hoặc kê bình thường, cái gì là đỡ tốn diện tích của anh em. Và đầu góc vuông là nó có thể xoay được để tùy theo cái góc vuông ở thiết bị của anh em cho nó linh động. Một sợi dây cáp quang Zinet rất chất lượng cho anh em. Tuyển chọn dây rất là sáng đẹp. Một sợi dây chiều dài tiêu chuẩn là 2 mét, có giá là 310.000 đồng một sợi và cũng được miễn phí giao hàng. Dây cáp quang Zinet. Anh em dùng cho đầu giải mã hoặc là vang số. Cần là dây cáp quang xịn thì có thể thay nâng cấp cho sợi dây này vào, âm thanh rất tốt nhé. Rồi tiếp đến ở đây thì em sẽ giới thiệu đến anh em ba mẫu đầu giải mã âm thanh của hãng Zinet luôn, phân khúc tầm trung thôi. Còn về đầu giải mã của hãng Zinet thì có rất là nhiều, em có rất là nhiều clip giới thiệu đến anh em rồi này về rất là nhiều đầu giải mã. Thứ nhất ở đây là bộ DAC HS202 dành cho TV. Quý vị cùng xem. Nó nhỏ nhỏ như cái bộ chuyển đổi cáp quang thông thường thôi, nhưng mà cái khả năng giải mã tiếng nó rất là sạch sẽ, trong trẻo. Anh em bật to nó không bị vỡ tiếng, không bị giảm âm. DAC là viết tắt của cụm từ Digital to Analog Converter, tức là bộ chuyển đổi âm thanh kỹ thuật số từ âm thanh digital, đó là âm thanh kỹ thuật số, sang âm thanh analog. Đấy là các chuẩn tín hiệu optical này, coaxial từ TV xuống sang AV và 3.5. Bên ngoài thiết kế vỏ nhôm phay nguyên khối anh em nhé, chân cắm rất là chắc chắn này, quý vị nhìn cái chân cắm này. Model của sản phẩm được in chìm ở phía dưới DACHS202 Made in Singapore. Một sản phẩm nhỏ nhưng có vỏ, quý vị dùng cực kỳ bền bỉ chắc chắn. Này, phụ kiện sẽ có một cục nguồn, một dây nguồn, một dây cáp quang chiều dài 1 mét đi kèm. Đây là một dây nguồn, quyển hướng dẫn sử dụng và thông số kỹ thuật. Giá của bộ DAC-HS202 này là 350.000 đồng. Miễn phí giao hàng, giúp anh em thay thế cho những bộ chuyển đổi cáp quang bình thường rẻ tiền. Xem phim, nghe nhạc, hát karaoke để vô tư anh em nhé. Phần cao cấp hơn thì ở đây sẽ có một cái bộ nhiều tính năng hơn, cũng của hãng Zenith luôn. Và phụ kiện này, ngoài có một điều khiển từ xa để anh em chọn chế độ này, tăng giảm âm lượng này, bật tắt này. Đấy. Còn phụ kiện của nó cũng tương tự như vậy. Nó có dây nguồn, nó có cục nguồn, có dây cáp quang, có dây Bluetooth. Đấy, tương tự như vậy.
DAC, DA310B. Modem này, DA310P, bản Plus của bản 310. Các bạn nhìn cái thiết kế con giải mã rất đẹp. Ở đây một volume chỉnh to nhỏ cũng là công tắc bật tắt hoặc là chuyển chế độ. Ấn giữ hai giây là tắt, còn chúng ta chọn chế độ vào này, Bluetooth này, USB này, Optical này, Coaxial, OTG, AUX. Bật chế độ nào thì đèn nó sẽ sáng lên. Ngoài ra có lỗ cắm mic để chúng ta hát karaoke nữa. Đây, cổng 3.5 output đi ra. Đấy, các tín hiệu vào phía sau. Đây là anten này, dầu Bluetooth. Đường output là đi ra. Đấy, đường vào đây. OTG hoặc USB. Có cổng AUX, cổng coaxial và optical. Đây là con đầu DAC rất là đáng mua trong cái tầm giá dưới 1 triệu đồng cho anh em. DAC DA310P giá 960.000 đồng. Miễn phí giao hàng toàn quốc. Quý vị và các bạn có thể xem chi tiết những cái sản phẩm này ở trên kênh YouTube của bên em có giới thiệu chi tiết đấy anh em rồi. Hôm nay chủ yếu là thông báo điểm danh báo giá để anh em biết thêm sản phẩm đã sẵn hàng nhé. Còn đơn giản hơn, ở đây là con đầu DAC 609 Pro. Đấy, quý vị nhìn rất đẹp. Con này đơn giản hơn, chỉ có một nút chuyển chế độ thôi. Bluetooth, USB, Optical, Coaxial. Đây chưa ạ? Con này modem là 609 Pro. Đây, đường ra là AV và 3.5 ở trước mặt. Đường vào này, cắm USB này, Bluetooth này, Optical, Coaxial. Đấy. Chiếc này có giá là 890 ngàn. Cũng được miễn phí giao hàng anh em nhé. Đây thì sẽ giới thiệu với anh em một vài cái rắc cắm loa cho anh em có nhu cầu. Nhất là rắc bắp chuối. Đây, những bộ rắc bắp chuối. Tuyển chọn hàng rất đẹp cho anh em nhé. Một giá rất tốt thôi. Mỏ chim cứng. Đây là rắc mỏ chim cứng này. Đây là những cái bộ rắc mà em hay làm dây loa cho anh em. Mỏ chim mềm. Mỏ chim mềm đơn giản là cái đầu này nó mềm. Nó mềm như này. Đây là mỏ chim cứng. Bắp chuối. Mỏ chim cứng giá 25.000 đồng một đầu rắc. Anh em nhé. Con rắc mỏ chim mềm giá 30.000 đồng một đầu rắc. Ngoài ra, đây có rắc lưu trích cho anh em này. Rắc lưu trích. Ở đây có hai loại. Một loại là loại rẻ. Loại rẻ. Rắc lưu trích cắm loa full. 25.000 đồng một đầu rắc. Hàng China. Nhờ anh em quen gọi là rắc là Spicon đấy. Còn ở đây một dòng cao cấp hơn. Loại này là 101 một rắc. Quý vị cùng xem nó khác biệt như nào nhé. Nó thật ở đấy như một người bình thường. Vì khó thì nhận biết được. Tất nhiên là những người thợ thì họ nhìn phát họ biết ngay. Họ cầm trên tay nó biết được đâu rắc xịn, đâu rắc là thường ngay. Quý vị cùng xem. Đây là rắc 25.000. Đây là rắc 110.000. Vì thấy rắc 110 ngàn thì ngoài chất lượng ra thì chúng ta dễ nhận biết ở đây này. 2 cộng 2, 2 cộng 2 trừ này. Và nó in luôn cái thông số cắt dây ở trên này luôn. Trên rắc luôn. Đây, 12 mm này. Còn là rắc rẻ thì sẽ không có. Còn đương nhiên là cầm cái rắc chuẩn của nó là vẫn khác. Đây, nhiều anh em nhìn rất giống nhau. Anh em lại bảo là ô, rắc này thấy bán có 25.000 một rắc sao sao lại bán tận hơn 100.000 một đầu rắc. Thực sự là chất lượng nó khác nhau rất là nhiều anh em nhé. Đây, quý vị cùng nhìn. Đấy, anh em lấy loại bình dân thì là 25.000, còn loại cao cấp thì là 101 một rắc. Và cuối cùng ở đây là những con lọc điện hàng bãi Mỹ lên sóng cho anh em này. Thì sau này lọc điện sạch anh em dùng cho cả một hệ thống dàn audio được. Con này là 30A của Mỹ, 30A made in USA, hàng Delta. Rất nhiều anh em săn đón 30A thì có rất là nhiều, nhưng mà cái hình thức nhỏ gọn như này để anh em đóng hộp này, cho vào ổ cắm, cho vào thiết bị. Ký hiệu 1, 2 là điện vào, 3, 4 là điện ra. Ở giữa là chân tiếp địa. 650.000 đồng cho một cục lọc điện sạch hàng bãi Mỹ. Các bác và anh em yêu thích những món phụ kiện audio nào em vừa giới thiệu thì hãy liên hệ trực tiếp số điện thoại ở trên màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại các bác và anh em.